xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DKIRAO ạ. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt ở khu laser kỹ thuật của DKIRAO Beauty. Và trên màn hình máy quay đây là một hình ảnh một vị khách hàng của chúng tôi thì chị vừa trải nghiệm xong dịch vụ laser môi. Như mọi người có thể thấy thì cái tình trạng trước của chị khách của chúng tôi ấy, thì là theo như tôi tìm hiểu là chị đã phun môi được 5 năm rồi đó, nhưng cái tuy nhiên thì chị đã quyết định là hút cái màu mực cũ này đi đó. Và vâng ạ, em xin mời chuyên gia có thể phân tích qua cái tình trạng môi cũ của chị được không ạ? Cái tình trạng môi cũ của chị làm này thì cái gốc mực nó chứa nhiều tạp chất này đấy, nó bị xỉn màu, nó bị bết mực xỉn màu và phần viền thì khá là đậm. Dạ vâng. Cái lý do vì sao mà cái gốc mực lại bị bết này? Bởi vì cái xỉn mực ấy là do cái gốc mực không tốt, nó có chứa nhiều cái tạp chất. Còn tại sao bị bết là do cái tay nghề của cái chuyên gia. Người ta đi không được đều tay. Đó, cho nên là cái mực nó bị bết. Dạ vâng, vậy với cái gốc mực như thế này mà mình để lâu trên môi của mình thì có gây ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ? Nó sẽ làm cho cái môi của mình càng ngày càng thâm xỉn hơn. Vâng. Và bây giờ xin mời máy quay quay sát hơn một chút nữa để chúng ta có thể xem được cái sự thay đổi sau khi mà chị khách của chúng tôi đã thực hiện laser môi tại DK mọi người nhé. Như mọi người có thể thấy thì vì cái bề mặt da môi của chị khách khá là mỏng, đó, cho nên là hơi bị ảnh hưởng một chút, hơi nè một chút xíu thôi là do tê đó. Chứ khi mà đấy. Chị cử động môi nhiều thì môi sẽ đỡ. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm một chút xíu là trong cái quá trình laser môi ý, thì chị cảm thấy thế nào ạ? Mình thấy nó cũng dễ chịu, không có vấn đề gì cả. Dạ vâng, chị hơi chậm trích một chút xíu thôi đúng không chị? Thì chị cho em hỏi thăm là không biết là bây giờ sau khi mà được hút sạch cái gốc mực cũ của mình đi rồi thì bây giờ chị đang cảm thấy thế nào ạ? Nói chung là cũng bình thường rồi. Vâng. Không thấy có đau hay gì cả. Dạ vâng, thì không biết là sắp tới thì mình đã có ý định làm môi mới không ạ chị? Có, mình cũng đăng ký ở đây rồi. À vâng, tức là mình đã đăng ký dịch vụ môi ở nhà em rồi đúng không ạ? Vâng, thì chị yên tâm nhá, thì với cái kỹ thuật vi trạm châu Âu thì các chuyên gia sẽ chỉ đi nhẹ kim trên lớp tuyệt bì của môi thôi. Và ngoài ra với cái gốc mực ở tại DK thì chị em hoàn toàn yên tâm, vì với gốc mực đã có chứa chất chống trổ đó, mình có thể chơi được tuổi thọ rất là lâu. Và ngoài ra thì với cái gốc mực organic nhập khẩu từ nước này ấy, thì trải qua thời gian 1 năm, 2 năm thì nó sẽ chỉ bị mờ đi thôi, chứ không hề có cái dấu hiệu xỉn hoặc thâm như cái gốc mực cũ của mình, nên chị yên tâm chị nhá. Dạ, vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và hiện giờ thì cái liệu trình laser môi ở tại DK của chúng tôi thì đang có giá niêm yết là 4 triệu. Và hiện đang có rất nhiều những chương trình ưu đãi dành cho tất cả các chị em quan tâm đến dịch vụ tại DK. Và mọi người hãy nhanh tay đặt lịch trước qua fanpage hoặc gọi điện đến số hotline để có thể được tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình ưu đãi mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ.